tất cả quý vị và các bạn đã đến với kênh tin tức Showbiz. Chúc quý vị và các bạn sẽ có những phút giây thư giãn thật vui vẻ cùng với chúng tôi. Và đừng quên nhấn vào nút đăng ký bên dưới và chuông thông báo để được xem những tin tức mới nhất mỗi ngày quý vị nhé. Và bây giờ, xin mời quý vị khán giả chúng ta cùng đến với những tin tức nổi bật nhất trong ngày. Công Phượng hạnh phúc thông báo lên chức bố, dàn cầu thủ có màn chúc mừng cực lầy lội. Sau thời gian giấu kín bưng, tối ngày 18 tháng 8, Công Phượng chính thức khoe ảnh vợ và lên tiếng xác nhận đã đón con trai đầu lòng, Phượng lên chức rồi cả nhà ơi. Vốn là cặp vợ chồng có đời tư kín tiếng, nên hình ảnh đời thường hiếm hoi do chính chủ tự khoe, nhanh chóng viral trên mạng xã hội. Thấy bạn thân báo tin vui, Văn Toàn không làm dân tình thất vọng khi có pha cạc hệ đi vào lòng người. Trong khi ai cũng thi nhau chúc mừng đôi vợ chồng trẻ thì dường như Văn Toàn đã biết chuyện này từ sớm, nên không tỏ ra bất ngờ mà tranh thủ chiêu ghẹo vợ của bạn thân. Nam cầu thủ đã thẳng tay tát tên Viên Minh để bóc trần. Vâng, vì tiền mà Minh Giang, Viên Minh đã công khai xuất hiện trên Facebook của Công Phượng, quả này không cãi được rồi. Bởi lẽ bài viết của Viên Minh Công Phượng có đính kèm thông tin quảng cáo cho một nhãn hàng. Bình luận của Văn Toàn lập tức nhận lượng ha ha khủng từ dân mạng vì quá lầy lội và hài hước. Bạn thân là tranh thủ dìm nhau, không sót phút nào, quả đúng mà. Công Phượng Viên Minh chính thức xác nhận đã chào đón con trai đầu lòng sau một năm kết hôn. Ai đi nhau chúc mừng các kiểu chứ Văn Toàn phải tranh thủ trêu ghẹo một chút cho vui trước đã. Minh Giang vâng, vì tiền mà Minh Giang đã công khai xuất hiện trên face của Công Phượng, quả này không cãi được rồi. Đâu chỉ Văn Toàn, tiến lên cũng để lại một câu hài hước để ăn mừng cùng bạn thân, chính chủ như này thì tin rồi. Văn Toàn là người có mối quan hệ vô cùng thân thiết với vợ chồng Công Phượng Viên Minh. Nam cầu thủ là thánh nhây vì luôn tranh thủ mọi cơ hội để dìm từ vợ đến chồng, nhà Công Phượng. Nói thế thôi nhưng nhìn vào tốc độ bình luận rất nhanh lẹ của Văn Toàn Tiến Linh là biết cả hai luôn quan tâm và yêu quý gia đình nhỏ của Viên Minh Công Phượng và con trai lắm. Xin chân thành cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm và theo dõi video. Hãy nhấn vào nút đăng ký bên dưới để theo dõi những video mới nhất được cập nhật mỗi ngày quý vị nhé.